Ngọc Vi xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Năm, ngày 4 tháng 4 năm 2019, đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn, gồm có tin quan trọng và tiếng nói cử tri. Trong phần 2 là phần cuối của cuộc phỏng vấn đặc biệt về bản báo cáo của công tố viên đặc biệt Mueller. Để mở đầu, Ngọc Vi kính mời quý vị theo dõi tin quan trọng. Hoa Kỳ muốn đưa hàng không mẫu hạm đến thăm Việt Nam lần thứ hai vào năm nay. Hôm thứ Tư, một quan chức cao cấp của Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ mong muốn Việt Nam sẽ đồng ý để hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ nhập cảng nước này trong năm nay và thúc đẩy các chuyến quế thăm thường xuyên hơn để thắt chặt quan hệ giữa hai nước cựu thù trong chiến tranh Việt Nam. Trong nỗ lực thúc đẩy quan hệ các nước cựu thù giữa bối cảnh Trung Cộng ngày càng bành trướng, tháng 3 năm ngoái, hàng không mẫu hạm USS Corvinson của Hoa Kỳ đã thực hiện chuyến thăm Việt Nam đầu tiên kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975. Randall Shriver, phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương cho biết Hoa Kỳ đã thực hiện chuyến thăm Việt Nam đầu tiên bằng hàng không mẫu hạm. Chúng tôi rất mong muốn Việt Nam sẽ đồng ý cho chuyến thăm hàng không mẫu hạm thứ hai trong năm nay. Chúng tôi đang thảo luận việc này với phía Việt Nam. Hy vọng những hoạt động như vậy có thể được thực hiện thường xuyên hơn để thắt chặt quan hệ hai nước. Shriver cũng cho biết. Ông hy vọng Hoa Kỳ có thể cung cấp thêm tàu tuần tra bảo vệ bờ biển để giúp Việt Nam trong công tác an ninh hàng hải. Hôm thứ Hai, Hoa Kỳ đã giao 6 tàu tuần tra trị giá 12 triệu Mỹ Kim cho lực lượng bảo vệ bờ biển Việt Nam. Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng gần gũi vì mối quan tâm chung về các hành động gây hấn của Trung Cộng trên Biển Đông. Hàng năm, các hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ thường xuyên tuần tra qua khu vực này để bảo vệ các quyền tự do hàng hải. Hiện hầu hết khu vực Biển Đông đã bị Trung Cộng chiếm giữ. Việt Nam đã nổi lên như một đối thủ mạnh mẽ nhất, chống lại các yêu sách lãnh thổ của Trung Cộng. Chủ tịch Hạ viện yêu cầu IRS nộp hồ sơ thuế trong 6 năm của Tổng thống Trump. Trong nỗ lực làm sáng tỏ các thỏa thuận tài chánh phức tạp và xung đột, lợi ích tiềm ẩn, đại diện tiểu bang Massachusetts, Chủ tịch Ủy ban Tài chánh Hạ viện Richard Neal, hôm thứ Tư đã chính thức yêu cầu IRS cung cấp hồ sơ thuế của Tổng thống Donald Trump trong 6 năm qua và lợi nhuận một số doanh nghiệp của Tổng thống. Trong một lá thư gửi cho Charles Reddick, giám đốc IRS, ông Neal đã đưa ra yêu cầu trong vòng 7 ngày IRS phải giao nộp toàn bộ hồ sơ thuế cá nhân và doanh nghiệp của Tổng thống Donald Trump trong 6 năm tính từ năm 2013 đến 2018. Yêu cầu này có thể dẫn đến một cuộc chiến pháp lý giữa đảng Dân Chủ đang kiểm soát Hạ Viện và chính quyền Trump. Ông Trump nói với các phóng viên hôm thứ Tư, ông không đồng ý cung cấp hồ sơ khai thuế của mình cho ủy ban. Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Trump bị đột nhập. Một người phụ nữ tên Eugene Zhang đã tiếp cận các nhân viên mật vụ trong bãi đậu xe Mar-a-Lago và nói rằng cô muốn đến bể bơi Palm Beach. Cô đã trình hộ chiếu trung cộng có tên mình. Sau đó, Rion Giang bị kiểm tra tại quầy tiếp tân. Vì tên cô không có trong danh sách thành viên câu lạc bộ, nhưng một thành viên trong đây, họ có tương tự với cô. Khi được hỏi liệu cô có mối quan hệ nào với thành viên này, cô đã trả lời không rõ ràng và các nhân viên nghĩ rằng có thể là do rào cản ngôn ngữ nên đã cho phép cô vào bên trong. Bà Giang đã bị bắt sau đó, kiểm tra cho thấy bà mang theo 4 điện thoại, một laptop và một USB rời, có chứa malware độc hại. Sự đột nhập của bà Giang đã làm giấy những lo ngại về an ninh tại khu nghỉ dưỡng của Tổng thống. Bà Giang đã bị bắt giữ. Hiện các quan chức liên quan đang xem xét liệu bà Giang có cố tiếp cận Tổng thống và tạo ra rủi ro tiềm năng nào hay không. Jackie Bong xin kính chào quý vị. Sau 22 tháng điều tra chính quyền Tổng thống Trump, công tố viên đặc biệt Bob Mueller đã kết thúc và nạp bản phúc trình cho Bộ Tư pháp trong cuối tháng 3 vừa qua. Trưởng lý William Barr và ông phó là Rod Rosenstein tóm lược báo cáo và kết luận là Tổng thống Trump không có thông đồng collude với Nga và ông Mueller cũng không có cáo buộc thêm một ai nữa cả. Đây là ngày đẹp trời nhất trong năm hợi, với cả ngàn bông cherry blossom rực rỡ vừa chớm nở, ăn mừng Tổng thống Trump được minh quang, trắng án, không bị buộc tội. Vì thế, Tổng thống hân quang tuyên bố, đây là một cuộc triệt phá bất hợp pháp thất bại và hy vọng có ai đó sẽ nhìn vào phía bên kia. Cứ tri nghĩ là ông Bob Mueller có thất bại hay không? Ông vừa rời khỏi khán đài đi vào bóng tối nhưng các giai nhân tài tử khác vẫn đóng tiếp vở kịch của ông viết ra trên sân khấu. Nay, nhiều nhà lập pháp hai đảng trên quốc hội kêu gọi trưởng lý Bà công bố toàn bộ văn bản báo cáo một cách công khai và trong sáng cho quốc hội và dân chúng biết rõ. Từ lúc điều tra cho đến nay, cử tri đã chứng kiến là có ít nhất 7 cộng sự viên thân cận nhất của Tổng thống và hơn 20 người Nga bị buộc tội vì có can thiệp ít nhất hay nhiều vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Thượng nghị sĩ Adam Smith, Chủ tịch Quỹ ban tình báo trên Quốc hội, công bố là việc luận tội tổng thống vẫn tiếp diễn vì cơ quan của ông vẫn còn điều tra quay khả năng Nga có thể rửa tiền cho tổ chức Trump Organization, cộng thêm những bằng chứng khác do cựu luật sư riêng của Tổng thống là ông Michael Cohen có trưng bày là ông đại diện cho Tổng thống nói dối về những thương lượng của Tổng thống với Nga. Hơn nữa, còn rất nhiều cuộc điều tra ở New York về các công ty kinh doanh của Tổng thống và về hồ sơ khai gian thuế của Trump Organization. Rồi tại Maryland, có thêm vụ kiện Tổng thống vi phạm hiến pháp về ông nhận tiền từ các chính phủ nước ngoài khi còn tại chức. Nhưng những sự kiện nhỏ này so với sự thành công vượt bực trong năm qua về phát triển kinh tế, tài chánh, cộng thêm công an việc làm toàn quốc luôn bành trướng, cũng như chứng khoán tăng cao có thể giúp cho Tổng thống thắng cử vẻ vang trong năm 2020. Nhưng lúc gần đây, ông George Conway, chồng của bà Kellyanne Conway, cố vấn cao cấp chuyên bên vực và đánh bóng Tổng thống Trump. Ngược lại, chỉ trích Tổng thống thậm tệ. Ông Conway cho Tổng thống là người không trung thực về bất cứ chuyện gì và nhận xét là Tổng thống không đủ năng lực và tài đức để đắc cử vào năm 2020. Là một luật sư có tiếng tâm, ông Conway cũng thách thức hỏi coi Tổng thống có những hành động nằm trong khuôn khổ hiến pháp hay không, hay là Tổng thống vi hiến. Ông còn mô tả là tổng thống có trạng thái rối loạn nhân cách và có hành vi kỳ quái. Ông tự biện minh cho là ông không có ghen tị với bà vợ như tổng thống cáo tội vì ông không sợ vợ danh tiếng hơn ông. Đứng giữa hai bên, một bên là chồng, bên kia là sếp, thì bà Kellyanne vẫn trung thành tiếp tục bên vực tổng thống cho đến cùng. Bà không đồng ý với các nhận xét của Đức Lăng Quân của bà cử tri có thấy là những cuộc đối đầu chính trị gai gắt của các đối thủ chống Tổng thống Trump sẽ mở màn cho những cuộc chiến làm cho Tổng thống càng kích thích thêm để ông hân hoan phản ứng kịch liệt hơn, không bao giờ chịu lùi bước không. Càng gai go thì Tổng thống càng phấn khởi, đấm đá mạnh hơn cả 10 lần như Tổng thống từng tuyên bố cho đến khi nào tất cả đối thủ của ông bị đánh bại hay bị đo ván để một mình ông thắng trận thì ông mới ngưng. Đó là những bài học cho những cử tri hay đối thủ nào chưa hiểu thấu tài võ thuật cao siêu bảy đẳng vượt bực của Tổng thống Trump. Không một ai có thể ngăn cản ông được điều gì, chỉ có trời mới dám kháng cự lại ông mà thôi. Jackie Bong, xin kính chào quý vị. Chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.